Trịnh trưởng lão là người có tư chất cao nhất trong bang, do trịnh trưởng lão tiếp nhận chức bang chủ là phải rồi. Trịnh Thúy Sư, người đã âm mưu giết chết sư phụ của ta. Ta cũng nghi ngờ là người Kim muốn khống chế cái bang, giải tán Võ Lâm Trung Nguyên, rồi sẽ nuốt trọn Đại Tống. Không ngờ tên gian tế này lại là ngươi. Hồng Thất, ngươi không có tư cách làm bang chủ. Triển huynh, tiểu nhân bị ổi. Ngươi làm gì vậy? Ta làm gì à? Ngươi cấu kết với người Kim làm tiền bán chủ bị thương. Trời ơi. Đã. Không đâu, Hồng đại ca không làm như vậy đâu. Không phải là người đó. Ngươi nhầm lẫn rồi. Trước đó chúng tôi chế phục được Hoàng Nhan Hồng Liệt, chúng tôi cùng nhau bỏ chạy và điều thương cho tiền bán chủ. Đừng nói nhiều, chính mắt ta nhìn thấy. Ngươi là huynh đệ của ta mà cũng không tin ta. Ngươi có biết sau khi cả nhà ta bị hại đã xảy ra bao nhiêu chuyện hay không? Ngươi có biết không, mẹ ta bị Đoàn Văn Nghĩa và Hoàng Gia Hồng Kiệt hại chết. Ngươi cũng giống như họ. Mẹ của ngươi đâu qua đời sao? Nhưng mà không liên quan tới ta. Ngươi tin ta có được không vậy? Ngươi đã bán đứng tất cả người Hán và bán đứng luôn cả tiền bán chủ. Cậu thất Hồng đại ca. Được, nếu như ngươi không tin ta, giết ta đi. Nói cái gì vậy? Triển công tử, nay Hồng Thất giết chết bang chủ, nay Luận Giai thì đến chúng tôi xử lý. Triển đại ca, chuyện của cái bang hãy giao lại cho cái bang xử lý đi. Chấp pháp trưởng lão, hãy giam Hồng Thất lại đi. Mau giam nó lại. Tuy là ta không giết ngươi, nhưng không thể để cho ngươi đi. Không ngờ ngươi không biết phân biệt tốt xấu. Nhốt hắn lại để chờ xét xử. Dạ. Hồng đại ca. Cậu Thất. Dạ, huynh ấy không có làm vậy đâu. Cầm miệng. Triển Thế Hiển, hôm nay cái bang được ngươi giúp đỡ lật tẩy tình gian tế, thật là cảm kích vô cùng. Thật không đáng gì. Nếu như mai này quý bang có gặp được Đoàn Văn Nghĩa và Hoàng Nhan Hồng Kiệt, xin hãy thông báo cho ta, để ta trả thù cho mẹ ta. Được, không thành vấn đề. Hồng Thất làm ta mù, ta muốn hắn phải chết. Tử hoàng tử bớt giận, Hồng Thất chưa thể giết được đâu. Tại sao? Tại vì hắn biết được bí kíp Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cổ Bổng Pháp ở đâu. Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cổ Bổng Pháp là tuyệt học Võ Lâm, nếu mình có thể lấy tới tay, sẽ giúp ích cho mình sau này thống nhất thiên hạ. Nếu như hôm đó không phải đột nhiên chạy ra Võ Tam Tông và Trương Thúy Liễu thì bí kíp đã tới tay của ta rồi.
Người nói ta biết, người nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Cái tên Hồng Thất này không phải dễ đối phó. Nhưng mà quyết không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Được, ta cho ngươi thời gian 5 ngày. 5 ngày sau, giết không cần hỏi. Dạ, thả ta ra. Nè, thả ta ra. Tại sao lại nhốt ta lại chứ? Nè, thả ta ra. Mở cửa ra. Trình ban chủ có dặn là không được mở cửa. Ta kêu mở, ngươi cứ mở đi. Có hậu quả gì ta sẽ gánh. Dạ. Thả ta ra mau. Muội có đem gà ăn xin mà huynh thích ăn nhất đó. Huynh không ăn định bảo đói mình hay sao? Ta thà bị đói mà chết cũng không muốn bị cô thuốc chết đâu. Nếu cha ta muốn huynh chết thì đã đánh huynh chết tại trận rồi, cần gì giữ huynh ở đây? Làm sao biết được cha cô có quỷ kế gì hay không? Đâu biết hắn giở trò gì. Cha của ta không có giở trò gì hết, chỉ là cho huynh một cơ hội chứng minh huynh là trong sạch. Huynh nói huynh không phải gian tế, huynh lấy chứng cứ ra đi. Ta lấy chứng cứ ra? Có biểu ta lấy chứng cứ ra. Ta biết rồi. Bây giờ ta biết tại sao hồi đó cô theo ta. Thì ra cô làm gian tế cho cha của cô. Ta không làm như vậy. Huynh đừng đổ oan cho cô ta. Có. Không có. Có. Không có. Cô biết không? Cô biết tại sao ta mới ngón tay không? Chính bởi vì ta ham ăn. Hôm đó ta về tới, nhưng đã quá trễ rồi. Sư phụ của ta đã bị cha cô giết chết. Cha của ta không làm gì. Hẳn có. Ông không. Hẳn có. Ông không có giết chết thì bà chủ. Tuyết Tâm. Cha. Cha. Cha nói với Quỳnh ấy, cha không có giết thì bà chủ đi. Cha biểu con đừng có vô đây mà. Đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ chứng minh cho Quỳnh coi cha và ta đều trong sạch. Cần gì phải bực bội vậy? Việc gì cũng phải bàn lại mà. Bàn lại cái gì chứ? Có cái gì để bàn đi hả? Người muốn nói gì thì nói lẹ đi. Chỉ cần người nói ra bí kíp Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Khẩu Bổng Pháp, ta sẽ thả người ra. Ta vốn không biết bí kíp gì hết. Nói gì vậy? Người không cần phải nóng lòng. Ta cho người thời hạn để suy nghĩ. Muốn sống hay chết tùy người quyết định. Người đi mau. Người đi mau. Tại sao chứ? Ta không cần tới cô phải bố thí. Cho dù có chết đói cũng không ăn được. Tại sao có cái răng ở đây vậy? Nó không những là đệ tử của ta, mà còn là ban chủ mới của cái bang. Truyền hết tất cả cho ta. Không lẽ sư phụ nói là kể cả võ công hay sao? Như vậy cái răng này biết được chỗ cất của bí kiếp. Không được, ta không thể phụ lòng sư phụ được. Ta không thể bị chết ở đây được. Nhất định phải ra ngoài. Không thể bị chết đói ở trong này. Thật ra cái câu chuyện người tội nghiệp nhất là Trình cô nương thôi. Cha của mình phải đối phó với người mà mình yêu thương nhất. Nhưng nhìn Hồng đại ca không phải là hạng người đó. Có lẽ mình hiểu biết quá nông cạn rồi. Lời lọc trước mắt, cho dù anh hùng hào kiệt cũng khó giữ vững. Bây giờ chỉ hy vọng
có thể giết chết Đoàn Văn Nghĩa trả thù cho mẹ. Có chí khí. Đoàn Văn Nghĩa, người nói đòi giết ta mà. Giờ ta đứng ở đây nè, có giỏi thì giết ta đi. Trịnh đại ca, ngươi sao rồi? Bộ cha của ngươi không có dạy lục mạch thần kiếm cho ngươi sao? Để ta cho ngươi nếm thử. Tiểu Dương Chỉ. Tiểu Dương Chỉ. Đại Dư Gia. Văn Nghĩa, ngươi đúng là đồ súc sinh mà. Hoàng huynh, mau theo ta về đại lý, nếu không đừng trách ta không để tình huynh đệ. Về với ngươi hả? Đừng có mơ. Đi. Mình đi. Trí Hưng à, con không sao chứ? Không có gì, không liên quan ông. Ta không mong con kế thừa Dương vị, nhưng mà Văn Nghĩa giận quán của mấy người, không liên quan tôi. Chỉ đại ca, hắn tuyệt đối không tha cho con đâu. Con để cha truyền võ công cho con, ít nhất cũng có thể phòng thân. Ta học võ làm gì chứ? Ta đã bị nhà tan cửa nát rồi. Ta hối hận đã đi tìm ông. Nếu không Linh Tự Cung không bị tiêu diệt, mẹ ta cũng không chết. Ông muốn đền bù à? Vô dụng thôi. Trí Hưng à, mẹ của con đã qua đời rồi, cha không muốn ngay cả con cuối cùng cũng gặp chuyện. 20 năm nay ông không nuôi ta lớn, giữa chúng ta không có tình cảm. Vậy con muốn cha phải làm sao đây? Ta muốn chết. Trên thế gian này, ta chỉ tôn trọng một người, đó chính là mẹ ta. Nếu như ông thật sự muốn đền bù, thì hãy đi với mẹ ta. Sao hả? Ông sợ chết à? Giả Nhân Giả Nghĩa, con đứng lại. Con không nể tình cha con, vậy thì con sống vào hoàng cung, cha phải bắt con lại. Đứng lại. Đi đây, đi ra. Không cần. Đi ra. Đi ra. Lùi xuống. Trí Hưng, con tuyệt tình như vậy à? Ông không xứng nói câu này. Đâm đi, con mau đâm đi. Trí Hưng, cái tội khi quân phạm thượng này còn gánh nổi hay sao chứ? Ông đừng ép ta. Giết đi, mau giết đi. Dương gia, xin hãy theo ta qua đi. Ta có vài lời nói với Dương gia. Nói với Dương gia. Chỉ đại ca, chúng ta đi. Dương gia. Dương gia, bỏ đi. Chỉ đại ca. Nếu như muội muốn nói tốt cho Đoàn Văn Cung thì không cần phải nói nữa. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Ta sống trong giang hồ không thích nghi. Hay là chúng ta cùng nhau trở về cung Linh Tự, sống một cuộc sống như xưa, một cuộc sống thật vui vẻ. Muội nghĩ có phải không? Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng có thể sống cuộc sống ẩn cư, không lo chuyện giang hồ. Muội có nghe dì Lan nói qua, dì đã từng sống một nơi gọi là Phong Diệp Cốc. Chỗ đó ít có ai tới, phong cảnh lại rất đẹp nữa. Hay là mình tới đó ở đi. Cũng được, vậy chúng ta đi. Ở đây chính là Phong Diệp Cốc. Phong cảnh ở đây rất đẹp.
Triển đại ca, không ngờ ở trên đời này vẫn còn thấy ngoại đào viên. Chúng ta vào xem đi. Nơi đây tuy là hoang sơ nhưng mà cũng rất đẹp. Chị đại ca. Thì ra đây là nhà xưa của Đoàn Dương gia và dì Lan đó. Quynh ngồi đây nghỉ đi, muội đi quét dọn. Để Quynh giúp muội. Triển đại ca, Quynh coi. Đây nè. Phong Diệp bí kíp. Sao lại ở đây chứ? Muội cũng không biết. Dì Lan không có nói với muội. Có khi nào là tiền bối đã từng ở đây và để lại bí kíp cho người có duyên không? Quynh biết rồi. Đây là ý trời. Ông trời biết Quynh phải trả thù cho mẹ mình. Triển đại ca, bộ Quynh muốn luyện tập võ công cho mình à? Đúng vậy. Nhưng Quynh hứa với muội là bỏ mặc chuyện giang hồ, mình sẽ sống mình làm ở đây cho đến hết kiếp. Ân, nếu như sau này Quynh giết được Đoàn Văn Nghĩa rồi, Quynh sẽ cùng với muội tới đây ẩn cư suốt đời, có được không? Triển đại ca. Quynh đang tập Phong Diệp bí kíp, nhưng mà trong đó có nhiều then chốt, Quynh chưa nắm vững được. Cứ từ từ đi, mai này Quynh nhất định sẽ được mà. Muội muốn ra ngoài mua chút đồ, nếu Quynh tập mệt, Quynh cứ ngồi nghỉ chút nha. Nhớ về sớm nha. Sao vẫn không được chứ? Triển đại ca. Sao rồi, vẫn chưa nghĩ được thông vấn đề à? Hay là Quynh kể ra cho muội coi xem muội có giúp gì được Quynh không? Quynh thật không biết tại sao Quynh đã tập theo cuốn sách này rồi. Khí tụ đan điền từ kinh mạch lên đến lòng bàn tay, từ ngón tay phát ra kiếm. Kiếm thức thì không sai, nhưng mà không có sức mạnh nhiều. Ngón tay áp út là ngón dùng dày nhất, quan xung dùng để phát sức, thì đương nhiên là phải lấy bình hòa mà chiến thắng. Nếu so với linh tụ kiếm pháp lấy nhanh nhẹn tinh xảo một Quynh tập bấy lâu nay đúng là một trời một vực. Quynh chỉ là nhất thời chưa tìm ra mấu chốt nên mới có cảm giác không điều hợp gì thôi. Thật ra đơn giản vậy sao? Tại sao Quynh lại không nghĩ ra? Quan trọng nhất là nội lực đi đầu, kiếm thức đi sau, kiếm phải vững vàng, có phải không? Triển đại ca, Quynh thử lại đi. Nội lực đi đâu. Triển đại ca, Quynh làm được rồi. Phải không? Cũng may là nhờ có muội. Muội thấy Quynh học thành, muội cũng cảm thấy vui. Hay là Quynh cứ tập trước đi, muội đi vô trong nấu cơm. Triển đại ca, tới ăn cơm. Để muội cất cho. Cảm ơn. Khi Quynh tập thành tập Phong Diệp kiếm pháp cộng thêm cây kiếm nhấp quyết này, có thể trả thù cho dì Lan rồi. Không biết cô ta ra sao rồi. Quynh muốn nói tới anh cô nương. Quynh đừng lo, tuy người châu đại ca có vẻ lạ, nhưng mà
Muội tin chắc rằng huynh ấy sẽ đối xử tốt với anh cô nương. Đồ ăn nguội rồi, mà ăn đi. Huynh ăn đi. Nè, các của đệ thúc phụ, bây giờ cháu Quê Hồng Mười Lượng kiếm người tên là Lưu Quảng. Người tên Lưu Quảng là ai đây? Xin mời các vị hãy coi đây, người đại thúc này tên là Lưu Quảng, mọi người gặp qua xin nhắn giùm cho. Người đại thúc này cho hỏi có gặp qua không? Các vị hãy nhìn kỹ Lưu Quảng. Các vị, xin các vị hãy tới. Xin coi hỏi đi. Hai vị có thấy cha ta không? Hãy nhìn cho kỹ, đây là Lưu Quảng. Nếu quý vị nhìn xa không thấy thì hãy tới gần xem cho kỹ. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, không có sao hết. Quý vị cứ tới xem cho kỹ đi. Ê, anh bạn, có gặp người chú này hay không hả? Để coi. Được thưởng 10 lượng đó. Được thưởng 10 lượng hả? Ta muốn lấy lắm mà, nhưng mà chưa hề gặp mặt. Ê, anh bạn à, suy nghĩ giùm chú đi. Anh bạn à, vừa nãy ta có gặp người này ở miếu thổ địa đó. Thiệt hả? Đúng đó. Rồi. Hắn có một mình ăn mặc rách rưới dơ bẩn nữa, hình như chịu cực khổ dữ lắm luôn á. Phải vậy, muốn kiếm phải nhanh tay lên, tại vì ở đó có nhiều lưu manh đánh người lắm, nếu trễ chúng tôi không đảm bảo. Vậy chúng ta đi kiếm ca mau đi. Khoan, em cô nương. Tiền. Cảm ơn các vị đại ca. Không có gì. Ê, khoan đã. Ba vị đại ca. Ở chỗ này á, chúng tôi không có quen nước quen cái. Vậy phiền mấy huynh đi với tôi tới miếu thổ địa một chuyến có được không hả? Huynh làm vậy là ý gì chứ? Chẳng khác nào không tin tưởng chúng tôi. Nói vậy mà. Nè, ta làm như vậy á, cũng chỉ là muốn được bảo đảm mà thôi. Nè, để cho 10 lượng vàng của ta không bị xài quan. Phải đó. Ê, nhưng mà vậy, nếu ta không kiếm ra Lưu Quang ở miếu thổ địa đó thì ba người sẽ phải bỏ mạng đó. Nè, cháu đại ca, đừng có đối xử với họ như vậy mà. Giang hồ hiểm ác mà, đám người này không đáng tin cậy đâu. Cháu đại ca có phải không? Phải. Đang làm mất thì giờ đó, người ta bỏ đi mất rồi. Ta nhớ hình như là hắn trẻ hơn đó. Phải, hình như chỗ này có nốt ruồi nữa. Phải rồi, suy nghĩ kỹ thì hình như chúng tôi đã nhìn lộn người rồi đó. Phải đâu. Nếu nhìn lộn người thì trả tiền lại cho người ta đi. Mau lên, mau lên. Xin lỗi. Xin lỗi. Người thật thà đó. Tức là hồi nãy mấy người nói dối gạt tiền ta chứ gì. Thôi đi, Lưu đại ca đừng có như vậy mà. Trời ơi, thứ người này không đánh không được đâu. Làm người phải thật thà thì mới được chứ. Cô nương à, cô tha cho chúng tôi đi. Đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng. Cô quỳ lại ông rồi đại gia. Ta tham lam bị ổi, vô liêm sĩ. Đại gia rộng lượng khoan hồng, tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi lần này. Im miệng đi. Thật là không có nghĩa khí mà. Vậy đi, ta sẽ đánh mỗi người thêm một cái ha. Thế thì mắt sáng rỡ. Đừng nghĩ tham lam quá đi à. Từ nay còn dám nói láo nữa hay không hả? Dạ không dám nói láo nữa. Làm người phải nên thật thà. Phải. Phải đó. Ta không có gì nói với người nữa, tự suy nghĩ đi hả? Đúng. Anh cô nương à, giang hồ hung hiểm phải đề cao cảnh giác mới được. Xin hỏi có vị nào gặp được vị đại thúc này hay không? Thưởng 10 lượng vàng. Xin hỏi có gặp được vị đại thúc này hay không? Không biết rồi. Các vị bà con, có 10 lượng kiếm nè, có 10 lượng kiếm nè. Các vị bà con. Đó đi. Các vị bà con, có ai nhìn thấy đại thúc này hay không? Xin hỏi. Đó đi. Cho đại giới hả? Cho ta chơi chung với. Không được. Sao vậy? Chơi chung đi mà. Không được. Ta biết các con không cho ta chơi rồi. Con dế của ta khắp nơi thiên hạ vô địch thủ đó. Các con đâu dám cho ta chơi. Ta bỏ đi không chơi thôi. Vậy có điều vậy. Cho thử với thử. Đá thử. Đá đi. Cắn nó. Đúng rồi. Đá nó mạnh lên. Cắn nó mạnh lên. Đoan, xin lỗi nha, ta nhận lầm người. Cho ta một cái đi. Dạ có liền. Đa tạ. Chú hai à, xin hỏi có phải Lưu Quảng hay không vậy? Phải đó.
Người bên kia có một nam một nữ đánh trống khua chiêng kiếm người đó. Người mau qua bên đó đi. Một nam một nữ tướng tá ra sao? Người nam cũng cỡ chừng khoảng 20 mấy tuổi, cũng tầm thường lắm. Người nữ thì cũng anh rất là xinh gái đó nha. Không lẽ là cô Ân? Đa tạ nha. Không có chi. Mau lên, mau lên, có người tới rồi kìa. Mau lên, mau lên đi. Trời ơi, có người tới rồi, chắc chắn luôn. Tứ hoàng tử, điều tra sao rồi? Bẩm tứ hoàng tử, ở trong trấn có người gặp được Lưu Quảng. Vừa rồi có một nam một nữ điều tra Lưu Quảng khắp nơi, thủ hạ đã cho đi điều tra hai người này rồi. Mau lên, mau lên, mau lên, chạy mau lên, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Tao mệt quá rồi, nghỉ một chút đi. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Mệt quá, nghỉ chút, nghỉ đi. Hẹn nè. Cô nương đẹp vậy bán lầu xanh lãng phí lắm à, phải không, phải không? Phải ha, phải ha. Dù sao cũng bán cho người ta chơi, hay mình chơi trước đi. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mở ra đi. Các người muốn gì đây? Tôi làm gì vậy? Làm gì hả? Kế hoạch này do ta nghĩ ra, ta phải chơi trước chứ. Phải là ta chơi trước chứ. Nè, 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 hai người này không phải để ta trước đi. Ta lớn tuổi phải để ta trước mới đúng chứ. Ta trước. Nhưng mà ta trước, ta chơi trước chứ. Nè, 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 chạy đâu, chạy đâu, chạy. Mau đuổi theo. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Cứu tôi. Ai vậy? Cứu tôi. Người kiếm Lưu Quảng ở ngoài phố, không ai khác chính là cô gái này. Cứu tôi, công tử hãy cứu ta đi. Cô đừng có lo, có ta ở đây, không ai dám ăn hiếp cô đâu. Mau đứng lại, đứng lại, không chạy, đứng lại. Anh cô nương, anh cô nương, anh cô nương. Anh cô nương, anh cô nương, anh cô nương à, anh cô nương, anh cô nương à, anh cô. Mau lên đi. Tối phiền tao, mau lên, mau lên. Đưa tao, đưa tao. Tú gì vậy? Làm gì chạy nhanh vậy? Đã làm chuyện bậy bạ phải không? Các người đã bắt anh cô nương rồi phải không? Có. Thằng mập nó mau. Ta nói cậu bị người ta bắt đi rồi. Bị bắt đi rồi. Bị bắt đi đâu hả? Tôi không biết. Hai người không biết à? Tôi không biết. Tôi biết hắn chỉ có một mắt thôi à. Một mắt hả? Chỉ có một mắt à? Chạy. Chưa hỏi xong mà. Anh à. Cha của anh cô nương. Anh à. Xin hỏi ông có phải là cha của anh cô nói nương gì không? Cha của anh cô nương Lưu Quảng đó. Phải. Là người kiếm ta ngoài phố sao? Phải. Kiếm ông vất vả quá trời luôn. Vậy con anh đâu? Bị mất tiêu rồi. Mất tiêu hả? Tại sao lại như vậy chứ? Yên chuyện là vậy nè. Lúc nãy ngoài phố ta đá dế với người ta, ta đã thắng. Rồi quay lưng lại thì cổ đi mất rồi. Còn nữa, hồi nãy ta bắt được ba người, có hỏi anh cô nương ở đâu. Họ nói là anh đã bị một người một mắt bắt đi rồi. Nếu ta gặp ở ngoài phố ta sẽ đánh một bây trận giờ với hắn. Đi cứu người đi. Ta không biết mà. Thiệt phiền phức quá đi. Được người cha lại mất đứa con. Giờ sao đi? Đừng hỏi thêm nữa, đi kiếm đi. Ê. Tại sao ngươi phải ép cha ta ra? Ta phải kêu ông ta đút hàng ngàn bảo kiếm để ta giết hết đám đại tống. Cha của ta chỉ biết bắt cá thôi, đâu có biết được đút kiếm là cái gì. Không biết à? Cô hãy coi con mắt của ta đi. Nó đã bị cây kiếm ô kim của cha cô đút ra làm cho mù đó. Lưu Quản vì muốn rút lui khỏi giang hồ
mà đã gạt luôn con gái của mình. Cha ta đã rút khỏi giang hồ rồi, nếu còn ép ổng làm gì nữa. Vì giang sơn cẩm tú của Trung Nguyên, vì mùi chỉ của các vàng sa mạc, các người căn bản không thể hiểu. Đồ của người ta tốt, ngươi lại giật của người ta, vậy có khác gì trộm cướp? Tại sao ngươi phải khiến cho người ta nhà tan cửa nát ngươi mới được vui chứ? Nà, cô nói sai rồi. Nhà Tống hủ bại, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, khiến cho dân chúng lầm than. Ta tới để giải cứu các người thôi. Ngươi muốn xâm chiếm Đại Tống thì đúng hơn, muốn người của chúng tôi làm nô lệ các ngươi. Ngươi chỉ vì một chữ quyền, đánh sống đánh chết, ngươi được vui sao? Bây giờ ngươi bị mù một con mắt, ngươi thấy đáng sao? Cô mau cắm miệng. Đúng là đáng chết, dám sỉ nhục tứ hoàng tử chúng tôi. Ta không có nói sai. Ngươi tưởng nước Kim xâm chiếm được Đại Tống, ngươi sẽ được quay, sẽ được quan vinh sao? Thì ra ngươi chỉ là con ma giết người. Cắm miệng đi. Các ngươi không có tránh người, ta lo sợ nước Kim của các ngươi đúng hơn. Quốc gia đại sự, đàn bà con gái như cô làm sao mà hiểu được chứ? Phải, ta không hiểu. Ta không hiểu ông trời sao lại để cho mấy tên cuồng ma giết người lộng hành ngang ngược. Tại sao không cho các ngươi chết đi? Cô còn dám nói. Tứ hoàng tử, tứ hoàng tử. Chuyện gì? Chúng tôi đã trộm ô kim và các loại kim thổ khác, cũng không thể đúc được cây kiếm ô kim đạt tiêu chuẩn được đâu. Không sao đâu, bây giờ trong tay của ta đã có con gái của Lưu Quảng. Con gái của Lưu Quảng? Một người thô lỗ lại có đứa con gái xinh đẹp tới vậy hay sao? Thì ra ngươi muốn lợi dụng ta để dụ cha ta ra. Ta thà chết cũng không để ngươi lợi dụng đâu. Tốt, đúng là gan dạ. Cô xinh đẹp như vậy mà chết không phải rất uổng phí hay sao? Nhưng mà cô đừng có lo, ta không làm gì cô đâu. Người đâu, canh chừng cổ cho kỹ. Dạ tứ hoàng tử. Nè, ông thật sự ở mỏ khoáng của người Kim gặp được Hồng Thất và lão Mài hả? Vậy, ta đã cùng họ bắt cóc hoàng nhân Hồng Kiệt để bỏ chạy. Ồ, chuyện gây cấn vậy hả? Gây cấn thiệt á. Hai vị làm ơn bố thí cho chút cơm nha. Được, phải ta mà. Thịt kho cải mặn, ngon lắm đó. Ê, nhưng mà hôm nay không được, phải ăn chay rồi. Ăn chay? Rồi, đã đi ăn xin còn chén trộn nữa. Không phải như vậy đâu, vì ban chủ chúng tôi chết nên tỏ chút thành ý. Ban chủ các người chết sao? Có phải tiền ban chủ không? Dạ phải, anh xin đa tạ. Tiền ban chủ chết rồi, vậy còn Hồng Thất? Nè, coi đi, ta chỉ làm một lần thôi đó, đừng có chớp mắt đó. Chiêu này gọi là du long hí phụng. Còn nữa, ấy da, chiêu này gọi là ngọa long ăn phân. Ta nhìn kỹ chưa ông già? Ngươi không cần phải đóng kịch nữa, ngươi chỉ cần nói ra bí kíp Hàng Long thập bát trưởng và đả cẩu bổng pháp ở đâu, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi nói đi. Cha, sao mà thúi dữ vậy? Người đánh trống đó hả? Nếu có đánh trống thì xa một chút, ta sợ lắm đó. Người đừng có tưởng là ta không dám giết người đó. Cha. Tuyết Tâm. Hồng đại ca. Cha biểu con đừng có vô đây rồi mà. Đi ra ngoài. Cha. Đi. Đi ra. Hồng đại ca. Tuyết Tâm. Hồng đại ca. Tuyết Tâm à. Cha. Cha. Cha thả Hồng đại ca ra đi. Con tin là Hồng đại ca không giết ban chủ đâu. Nhìn bề ngoài không có đỏ được lòng người đâu. Cha làm vậy là muốn tốt cho con. Cha nhất định không cho con thích nó đâu. Cha, đây là sự lựa chọn của con mà. Sau này có ra sao con cũng không hối hận. Tuyết Tâm à, cha đã thương con như vậy rồi, con không có đón nhận sao? Dạ con không dám. Chỉ là trên thế gian này, ngoài cha ra, Hồng đại ca là người con yêu thích nhất. Con đúng là bất hiếu, xin cha thứ lỗi. Thiệt là ngoan cố mà. Được, từ nay trở đi con còn đi gặp nó, cha sẽ giết nó. Cha. Cha đã quyết định rồi. Ban chủ, vị đại thúc này muốn bán cái đao cho người. Xin hỏi các hạ là... Nghe nói Trình ban chủ rất có hứng thú về loại binh khí, nên đem cây đao này tới cho ban chủ ngắm thử. Ý,
Đây là đao ô kim mà. Không sai. Nay ở trong Trung Nguyên, mỏ ô kim là không chỗ nào có. Hơn nữa, cũng không có ai biết được kỹ thuật đúc kiếm ô kim. Ờ, cây đao này là gia truyền mà. Đã có lịch sử bao nhiêu năm? Khoảng chừng 125 năm. Mỏ ô kim năm xưa ở đâu hả? Thái Hành Sơn. Chỉ có Thái Hành Sơn sao? Thái Sơn và Hoa Sơn cũng có ít mỏ khoáng mà. Các hạ đúng là giữ nền lịch sử của mình thiệt đó. Kính phục, kính phục. Quá khen rồi. Đáng lẽ lỡ chỗ này mà. Hả? Không lẽ ông Thất tự bỏ đi rồi? Vậy mà ta còn muốn đánh một trận cho hả hê. Binh khí do ô kim đúc ra quả nhiên sắc bén vô cùng. Nhưng mà từ màu sắc của con dao này với lưỡi dao của nó không giống như là ngươi đã nói. Lịch sử của nó không tới 100 năm. Mục đích của ngươi tới đây không phải là để bán con dao. Ngươi lại. Kiếm khắp nơi không thấy Hồng Thất đâu hết. Này, ngươi giấu Hồng Thất ở đâu hả? Hồng Thất bị mất rồi à? Bà chủ. Chạy. Đừng đuổi theo. Bán chủ. Ta biết lo liệu mà. Đừng có chạy nữa. Có gì cứ nói đi. Quỳnh muốn nói gì đây? Ta muốn nói cái gì hả? Ta muốn hỏi cô muốn nói gì thì có. Cô đừng có giả bộ nữa. Cha của cô muốn lợi dụng cô lấy bí kíp Hàng Long Thập Bát Chưởng và đã có bổn pháp trong người của ta mà thôi. Ta không mắc bẫy đâu. Ta chết dạ lắm mới cứu Quỳnh ra được. Mà Quỳnh lại nói là gian kế của cha ta. Dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là cha của cô. Ta mặc kệ ai đúng ai sai. Ta chỉ biết cha nói là làm đó. Cha sẽ giết Quỳnh. Ta không muốn Quỳnh bị chết. Ta muốn ở chung với Quỳnh. Cô nói vậy cũng là muốn ta tin cô thôi. Bây giờ cô muốn cái gì? Cô có việc nói ra đi. Muốn gì? Trong lòng ta muốn gì Quỳnh không biết sao? Ta muốn gì? Ta muốn được ở chung với Quỳnh. Cho dù Quỳnh đi tới đâu, ta cũng không muốn rời xa Quỳnh. Cô đừng có nói thêm nữa. Cô nói sao ta cũng không tin cô đâu. Cô đi mau đi. Nếu như không, ta không nể tình đâu đó. Quỳnh thì là nhẫn tâm vậy sao? Được. Coi như cô thật lòng cứu ta. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai hết. Hồng Thất, Quỳnh thì nhẫn tâm vậy sao? Ta ghét Quỳnh, ta ghét Quỳnh. Ta ghét Quỳnh, ta ghét Quỳnh. Cha nhất định sẽ không nhận mình nữa. Sẽ không thứ lỗi cho mình. Hồng Thân lại không tin mình. Vậy mình làm người có ý nghĩa gì nữa? Được, để mình chết đi cho rồi. Hồng đại ca, xin lỗi nha.
xong rồi. Wow, thơm quá. Ý. Nè, ăn miếng này đi. Có ngon không chị? Củ khoai này ngọt lắm. Còn thì ăn nhiều vô. Hồng đại ca, Quỳnh có thể hứa với ta từ nay sẽ tốt với ta không? Tốt giống như vậy hả? Đâu có được đâu. Ta đâu thể chỉ cho muội ăn khoai nướng không được đâu. Bộ con mấy như vậy sao? Dạ. Con gái hư, đi về với cha ngay. Dạ, cha tha cho tụi con đi. Chuyện của cha con không có quyền xen vào. Dạ, trước giờ con hiếu thảo với cha, bây giờ cha chỉ đồng ý với con lần này thôi. Nếu như con hiếu thảo thì hãy về với cha ngay. Nếu cha để Hồng đại ca đi và bỏ qua chuyện xưa thì con sẽ về với cha. Quán đường. Nếu con không về thì từ nay đừng có kêu cha là cha nữa. Vậy thương lỗi còn bất hiếu. Đúng là hỗn láo mà. Tránh ra. Cha. Cha. Thiên Nhẫn, Trình Tuyết Sơn, ta nghĩ ông đã hiểu lầm Hồng Thất. Người muốn gì? Không, ta chỉ muốn dẫn hai người này đi. Mau đi cùng ta. Cha. Đi. Cha. Tuyết Tâm. Hồng đại ca, chưa ngủ sao? Vẫn chưa, vô đi. Tuyết Tâm, qua đây. Ta có cái này cho muội coi nè. Muội xem. Cái trang này trước khi sư phụ chết đã để lại cho ta. Ta nghĩ là có liên quan đến bí kíp của Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đã Cầu Bổng Pháp. Ý, trên đó hình như có máng diện răng. Vậy hả? Ta có miếng thủy tinh. Sao hả? Chéo. Chéo. Không lẽ để ở tổng đà cái bang? Ừ. Nhưng mà làm sao vô lấy được chứ? Cất giùm ta. Tiền bối. Không quấy rầy chứ? Dạ không. Dạ không. À, Trình cô nương cũng ở đây à? Ừ. Ông huynh đệ, ở đây có kim phong đơn trị vết thương rất hiệu nghiệm, mau cầm lấy. Đa tạ cô tiền bối. Đừng khách sáo mà. Cô tiền bối à, chúng tôi định nhờ tiền bối giúp một việc. Cứ nói thôi. Chúng tôi bỏ sót đồ trong tổng đà cái bang, không biết tiền bối có thể hiểm trợ về lấy được không? Ồ, được, dĩ nhiên là được chứ. Chuyện này dễ như trở bàn tay. Tiểu huynh đệ, hai người muốn tìm ở đâu chứ? Hồng Thất to gan, dám tới cái bàn gây chuyện, mau bắt lại. Dạ, dạ. Lùi xuống. Sao rồi, có không? Không có. Vậy cuốn bí kíp đó đâu? Không thể nào, sư phụ rõ ràng chỉ đường trong cái chén rồi. Xá thân thành tài. Ý gì đây? Bí kíp Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đá Cổ Bổng Pháp đang nằm trong cái chén này, có phải không? Phải đó. Thưa bản chủ, chúng tôi còn phải tới nhà lao kiếm đồ, tiền bối đây chờ nhé. Được, hai người cứ đi đi. Hồng đại ca, xảy ra chuyện gì? Mình đâu có nói tới việc lấy bí kíp, làm sao hắn biết được vậy? Như vậy là hắn đã nghe lén mình nói chuyện, muốn có được bí kíp. Có lẽ đây là một cái bẫy do cha muội đã ăn bài đó.
cha ta an bài. Mình đi đi. Cốc xá thân, xá thân thành tài, nhất định là có quan hệ. Ừ. Trình cô nương, ông quýnh đệ, tại sao hai người ra ngoài mà không báo cho ta biết một tiếng chứ? Làm như vậy vô cùng nguy hiểm đó nha. Ê, hay là giao cái chén cho ta bảo quản đi ha. Ngươi đừng nằm mơ, cái chén là của cái bang. Ta là bang chủ của cái bang thì có quyền chứ. Ta đã nói là có nguy hiểm rồi mà. Giao cái chén cho ta, trừ khi là ta chết đi. Chết. Không để cái. Hồng thất, lần này ngươi một cách cũng khó thoát. Cha, tha cho Hồng đại ca đi. Cha, con gia xin cha mà, tha cho Hồng đại ca đi. Cha, cha tha cho Hồng đại ca đi mà. Cha, cha, cha tha cho Hồng đại ca đi. Xá thân thành tài. Hồng đại ca.